Xin chào, các bạn đang theo dõi Hoàng Hà Media, mình là Quế Anh. Các bạn thân mến, dù chỉ mới ra mắt được một thời gian rất ngắn ở thị trường Việt Nam, nhưng mà Xperia C5 Ultra Duo đã khiến ba người yêu công nghệ phải lấy làm tò mò, bởi nó được xem như là sự kết hợp giữa hai dòng máy Xperia C4 và Xperia T2 Ultra, mà hai dòng máy này thì đã từng làm mưa làm gió của Sony. Như đã nói ở clip mở hộp, thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện bài trải nghiệm với chiếc điện thoại Xperia C5 Ultra Duo này, xem thử xem em nó như thế nào mà lại làm cho các tín đồ công nghệ mong ngóng như thế. Vâng, trên tay mình hiện nay chính là em Xperia C5 Ultra Duo. Mở màn hình lên thì ta có thể thấy được là Sony vẫn duy trì cách mở khóa màn hình như cũ. Chúng ta sẽ kéo lên như thế này. Giao diện thì cũng vẫn quen thuộc như ở các đời máy trước, với phím Home được đặt nằm ở giữa không thay đổi được. Ta có thể thấy ba phím điều hướng được đặt ngay tại màn hình, ở ngay phía dưới này, giúp cho máy không bị mất thêm một khoảng trống ở dưới thừa ra, và màn hình thì cũng sẽ rộng hơn. Và khi ta kéo thanh trạng thái xuống thì chúng ta sẽ có những thông báo, và kéo mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ có những tùy chọn mở phím tắt nhanh với các lựa chọn như là wifi, bluetooth, chế độ trên máy bay, vân vân. Chúng ta có thể cài đặt lại các phím tắt này bằng cách nhấn vào nút này, rất là dễ dàng và tiện lợi. Khi cầm trên tay chiếc máy này thì mình nhận xét là màn hình của C5 Ultra khá là trong, màu đẹp. Máy có màn hình 6 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng công nghệ Mobile Bravia Engine 2 nên là màu sắc đẹp, trong và rõ nét. Tấm nền IPS thì giúp cho góc nhìn rộng. Có một điểm trừ nho nhỏ là như mình đã nói ở bài mở hộp, viền máy khá mỏng, tuy là rất là đẹp nhưng mà mình khá là dễ bị chạm nhầm vào mấy cái bên ngoài. Và đi sâu hơn vào phần cài đặt và phần màn hình này, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều tính năng như là cải thiện hình ảnh, chế độ găng tay, cân bằng sáng, độ sáng thích nghi, vân vân. Ví dụ vào cân bằng trắng này, chúng ta có thể tùy chỉnh theo màu mình thích. Phải nói là mình gần như là không có một điểm gì chê ở màn hình này luôn. Sony trang bị cho C5 Ultra Duo con chip Mediatek 6752 8x64bit, xung nhịp là 1,7GHz mạnh mẽ, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, có hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB. Có thể nói là đây là một cấu hình khỏe, hơi tiếc là không phải RAM 3GB, tuy nhiên thì vẫn phải để mình test thử vài game xem có bị giật lag không đã. Game này mà chạy màn hình này quá đẹp luôn. Rồi thì mình sẽ thử chạy ứng dụng Antutu xem được 3 điểm nào. Đánh giá. Số điểm mình nhận được là hơn 43.000 điểm. Đi sâu hơn vào bên trong thì chúng ta có thể thấy điểm đồ họa 3D GPU là 9.253 điểm. Đây là số điểm trung bình. Và vào phần xếp hạng thì ta thấy được là Sony đã có số điểm cao hơn với HTC One M8, Samsung Galaxy S5, Google Nexus 5, LG G3 nữa. C5 Ultra Duo có dung lượng pin là 2.930 mAh, khá ổn. Máy có thời lượng pin lên đến 2 ngày. Và Sony còn trang bị cho máy các chế độ pin stamina với các lựa chọn như sau. Ví dụ như là chế độ chờ kéo dài tiết kiệm năng lượng khi màn hình tắt bằng cách tạm thời ngắt kết nối. Khi đấy thì hầu hết các ứng dụng sẽ không hoạt động được. Và nếu như bạn muốn giữ các ứng dụng hoạt động thì phải thêm vào danh sách ứng dụng hiện hoạt. Khi bật màn hình trở lại thì điện thoại sẽ hoạt động bình thường. Thứ hai là ta có chế độ sử dụng kéo dài. Khi màn hình bật thì hiệu suất sẽ bị hạn chế để tiết kiệm pin. Tuy nhiên thì sử dụng tính năng này thì một số trải nghiệm sẽ bị hạn chế. Và ngoài ra thì chúng ta còn có cả chế độ Ultra Stamina. Chúng ta có thể sử dụng để kéo dài pin bằng cách chỉ bật những chức năng cơ bản như là gọi điện, nhắn tin. Khi đấy thì các kết nối sẽ bị tắt. Trong những trường hợp mà chúng ta không thể sạc điện thoại của mình thì chế độ này tỏ ra khá là hữu ích. Và chúng ta cũng có thể xem thời lượng pin của máy, như là của mình còn 2 ngày 8 giờ, 4 ngày 15 giờ ở chế độ chờ. Nếu như bình thường chúng ta chỉ có thể dùng một tay để điều khiển pha flash 6 inch thế này thì mình nghĩ là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì Sony đã tỏ ra rất thấu hiểu người sử dụng khi hãng đã trang bị cho C5 Ultra Duo tính năng thao tác bằng một tay. Nhưng bây giờ mình bật lên này. Khi chúng ta bật tính năng này lên thì chỉ cần vuốt từ góc bên dưới bên phải hoặc là bên trái màn hình thì màn hình sẽ co bé lại và ta hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại như là một smartphone màn hình nhỏ. Và ở đây thì chúng ta còn có các ứng dụng được tối ưu hóa như là quay số điện thoại, mở khóa màn hình, truy cập thông báo, trả lời từ chối cuộc gọi, tất cả đều chỉ sử dụng bằng một tay. Ở C5 Ultra Duo thì chúng ta có một ứng dụng rất là hay ho có tên là vẽ phác họa. Đây. Với mức pha flex 6 inch thì mình nghĩ đây là một ứng dụng tuyệt vời phù hợp nhất là cho những ai thích vẽ nữa. Chúng ta có thể lựa chọn như là các đầu bút này, màu sắc này, rồi nền này, nhập văn bản và dán cả sticker vào nữa. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua nhận xét về camera của máy. Có lẽ đây là phần mà các bạn mong đợi nhất và chính mình thì cũng thế thôi. Bởi vì chỉ cần nghe qua là cam trước, cam sau của máy đều có độ phân giải là 13 megapixels và Sony còn giới thiệu là hình ảnh hoàn hảo ở cả hai camera thì mình đã thấy cực kỳ hứng thú rồi. Cam sau của Ultra Duo thì được trang bị cảm biến Exmor RS với chế độ tự động lấy nét và đèn flash LED dịu nhẹ. Còn camera trước thì nếu mà nói về camera này, mình phải công nhận là Sony rất đầu tư bởi vì nó không chỉ có cùng một độ phân giải 13 megapixels mà cam trước cũng có cảm biến Exmor RS với ống kính góc rộng 22mm và khả năng tự động lấy nét. Cam trước thì cũng được trang bị đèn flash để hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tối và cũng có những tính năng như là cam sau mà bây giờ thì mình sẽ test thử ngay. Camera của C5 Ultra Duo vẫn có các tính năng như là chụp hẹn giờ, chụp nụ cười, trình tỷ lệ khung hình 16:4 và 4:3 rất là quen thuộc. Và ngoài ra thì chúng ta có nhiều ứng dụng máy ảnh như là ứng dụng tự động cao cấp. Khi đấy thì chúng ta sẽ chụp ảnh và máy sẽ tự động chỉnh ảnh một cách tối ưu hóa nhất. Chế độ chụp ảnh thủ công sẽ cho ta có khả năng chỉnh cân bằng sáng, tăng lên. Đấy. Rất là nhiều lựa chọn. Ngoài ra thì vẫn là các ứng dụng như là chèn mặt vào ảnh hay là mặt nạ AR hài hước vân vân, rất quen thuộc của Sony rồi, cái này mình sẽ không nói nữa. Chuyển qua cam trước. Cam trước của máy thì mình nhận xét là rất nét, bằng y nguyên với cả cam sau luôn. Và chúng ta vẫn có những cái ứng dụng giống như là cam sau, tự động cao cấp này, thủ công này, vân vân. Tuy nhiên là khi mà mình vào chế độ thủ công thì sẽ chuyển qua cam trước này. Sẽ không thể chỉnh cân bằng sáng được. Đấy là cái hơi tiếc. Đây là một số hình ảnh mà mình thu được. Đây là hình ảnh mà mình chụp bằng camera sau của máy. Ban đầu thì mình nghĩ là màu sẽ hơi gợp một tí, nhưng mà khi mà mình chuyển qua chế độ tự động thì màu lên rất là đẹp. Mình cực kỳ thích. Máy chụp ảnh màu sắc chân thực, rất đẹp. Đây là hình ảnh chụp ở trong nhà. Màu vẫn được làm cực kỳ rõ nét, màu xanh, màu vàng. Đây là hình ảnh chụp từ cam trước của máy. Nói chung là mình thích tại vì trông nó ảo ảo. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi mình đã đưa ra một số đánh giá khi trải nghiệm MC5 Ultra Duo. Ở Hoàng Hà Mobile thì máy được bán với mức giá là 7,5 triệu. Với mức giá thế này thì mình thấy là rất xứng đáng. Nói chung là mình cực kỳ thích em máy này. Thiết kế thì đẹp, cấu hình mạnh, nhiều ứng dụng tiết kiệm pin và đặc biệt là camera rất ổn. Mình thích chụp ảnh nên là chú trọng vào cái camera và nhất là cam trước. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thích thì like, thích cực kỳ thì subscribe kênh Hoàng Hà Media. Còn thích không chịu được nữa thì đợi gì nữa mà không click đặt mua ngay ở website của Hoàng Hà Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.